Mình bắt đầu khởi nghiệp năm mình 22 tuổi. Mọi người biết rằng là mình là ở dưới tỉnh lẻ đi lên. Hồi đó là do gia đình mình quá là khó khăn mà lại thiếu nợ nữa, cho nên là mình có một người bạn dưới Sài Gòn nói rằng là thôi mày đi xuống Sài Gòn để mà làm lại đi, chứ còn ở dưới nhà thì hoàn cảnh như vậy thì cũng không biết bao giờ mà thay đổi. Tức là mình đi theo một cái cảm tính bình thường thôi. Sau khi xuống Sài Gòn này, bén duyên với nghề hoa cũng chỉ việc đi làm thôi. Và hoàn toàn mình cũng có năng khiếu hay là giỏi gì. Và sau này khi mà vô tình làm cái dần dần cái mình cảm nhận được rằng là mình cũng có duyên với cái nghề này. Và khi mà ra khởi nghiệp đó, thì mọi người biết là mình không có gì ngoài trừ cái sự nhiệt tình thôi. Và khi có một cái cơ hội nào đến với mình đó, thì mình luôn luôn nhiệt tình với khách hàng. Và mình kinh doanh tới bây giờ mình nhận ra được rằng là nó giống như cái kiểu vết loang dầu. Người này giới thiệu cho người kia và thông qua cái sự nhiệt tình đó của mình thì mọi người lại yêu quý mình hơn. Có thể là mình không phải là một người quá xuất sắc, mình không có giỏi, nhưng mà mình nhiệt tình như vậy thì khi mà người ta làm á, cái giá trị người ta nhận lại ngoài trừ sản phẩm ra thì người ta còn thấy cái sự tâm huyết và nhiệt tình của mình. Chính vì lý do đó cho nên bao nhiêu năm nay mình đã và luôn thành công. Và mình nghĩ rằng là cái sự nhiệt tình trong con người mình nó có tiềm ẩn từ bên trong, từ cái trái tim của mình. Tại khi mà làm với bất kỳ một khách hàng nào cũng vậy, mình coi họ như anh, như chị em, như cô, như gì trong nhà, và chưa bao giờ có khái niệm là mình làm cho qua loa. Và đó chắc có lẽ là cái cách sống của mình mà dẫn đến ngày hôm nay là mình cảm thấy mình có chỗ đứng. Và mình là Simon Tư, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về nghề trang trí cưới. Một phút tâm sự với mọi người nha.